Mình xin chào cô chú. Hôm nay xin giới thiệu một số giò da hè có tên là hồng xước. Hè này của Đài Loan nha cô chú. Đây, mắt xước nè chú. Hồng mắt xước. Hoa rất là đẹp. Hiện tại thì con chỉ có vài giò thôi. Sau đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó nha cô chú. Giò mã số 1, giá tiền là 3.500.000. Mã số 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân. 3.500.000 9 thân. Rất là to đẹp nha cô chú, rất là mập luôn. Cộng dài nhất của nó được khoảng 55 cm. Cái cộng này thì khoảng từ 25 cm trở lên nha cô chú. Mã số 1. 3.500.000. Đây giờ mã số 2, giá là 1.500.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Mã số 2, 1.500.000 giờ mã số 2. Rất là đẹp nha cô chú. Công này giờ được khoảng 55 cm. Giờ mã số 2, 1.500.000. Mã số 3 có 4 thân, có giá là 1.300.000. Cộng dài nhất của nó được khoảng gần 40 cm. 4 thân rất nhỏ, rất là to nha. Giá hè hồng mắt xước. Giá là 1.300.000 cho mã số 3. 4 thân.